Tại tỉnh Hải Dương, bờ kênh Bắc Hưng Hải qua địa bàn huyện Tứ Kỳ hiện có 6 điểm xung yếu dễ gây sạt lở. Chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ những vị trí này trước những diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa bão năm nay. Xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương hiện có hơn 12 km bờ kênh Bắc Hưng Hải đi qua. Địa phương này đã có 2 điểm xung yếu dễ gây sạt lở. Điểm sạt sâu nhất cách chân đê chưa tới 3 mét. Nguyên nhân chủ yếu do thay đổi dòng chảy nên một số bờ kênh đã bị lở, xói sâu, dễ xảy ra sạt trượt lớn. Cái nguyên nhân bây giờ nó sạt lở là do cái tàu hút bùn. Quá trình và cái thời gian mà như vậy là nó còn lỏng lẻo về cái công tác quản lý. Từ chỗ đó nên là cái công tác hút bùn anh em, cái hút trộm. Từ chỗ đó nên đến bây giờ nó sâu quá là nó sạt lở. Thế từ cái sạt lở này thì đúng mức ra là nhân dân cũng lo, cán bộ cũng lo. Bởi vì cái ống lụt mà như vậy nó ập đến mà đồng thời nước nó to là nó sung yếu. Từ chỗ đó nên là cái này nhân dân cũng đã bức xúc rất nhiều và cán bộ rồi như vậy sáng đã quan tâm nhưng bây giờ khắc phục để mà hoàn lại được. Tôi cho rằng đây cũng là một cái như vậy là rất khó khăn. Hàng năm thì chúng tôi đều xây dựng các phương án cụ thể để ứng cứu đối với các tuyến bờ kênh sung yếu này bằng những cái cụ thể về phân công lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện và các thiết bị để có thể là kịp thời ứng phó với những tình huống xấu trên tuyến kênh này. Huyện Tứ Kỳ hiện có 6 điểm xung yếu dễ gây sạt lở nằm tại 5 xã. Huyện Tứ Kỳ yêu cầu các địa phương phối hợp theo dõi chặt chẽ các điểm xung yếu, thành lập các đội tuần tra canh gác đê, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để ứng phó khi có sự cố xảy ra.